Anh sẽ đưa tôi làm việc để nuôi tao xử lý. Làm gì? Lấy em chị với trong cặp chị Ly ơi, lấy em chị Ly. Giọng Ly ghê quá Ly à. Lấy hả? Ừ. Cái này ông quá nè. Không thanh thoát quá. Ủa lấy giùm chị với Hảo. Trong cặp chị á, trong cặp chị á. Rồi ăn được rồi. Cái chú buồn. Cái chi mà chú ghê đó trời. Con chim ngọt. Dạ. Cái chú rồi đúng về đúng rồi chú. Không mới bữa do cũng xin tự cho tự xưng chú mà. Tự xưng chú cha mà. Mùi hồng đó là sợ. Lisa, Lisa.
Bị bơi ghê đó. Như bạn đi làm bình thường à em? Dạ. Hết tuần ngày. Bữa nay làm việc nhiều không? Gặp nhiều, cuối làm nhiều. Bạn làm bên đất nữa đó hả? Dạ. Nay được chưa? Làm lại được chưa em? Dạ, cũng ổn 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 nha. Ổn hơn đợt vừa rồi đúng không? Dạ, đủ sống. Giàu với đủ sống chứ. Hồi trước giàu rồi đúng không? Chị rồi mà đủ sống nè. Chị lai rai. Chị nghĩ ra năm lên lại. Yeah. Năm ổn kinh tế rồi là lên lại thôi. Chưa ai có tiền mua được nè. Em này. Mũi em hồi xưa chờ không bao giờ hết được. Dạ. Cái loại này chịu. Cà lê cũng thích, con nít hả cà lê? Dạ. Cà lê thích nít hả? Thích không? Thích chứ. Hồi xưa con thích mà sao thích. Đứa cũng ngon, đứa cũng liệu cũng cái mặt ăn vui lắm. Ừ. Méo méo mà sợ vui dễ sợ. Hôm là lúc hôm lo làm ra cái ly hôm qua tự tin bà làm cái ly thác cái ly sợ hả? Kiểu làm cho người nhà mình kiểu họ tím hậu hộp hơn đúng không? Mà tiêu vô khắc liền đỡ hẳn luôn. Đi lên của con đó em. Wow. Ta chưa lấy tiền mà. Mũi xong mà hai cái bị leo rồi đó. Bao cần kiếm. Thứ cái mũi hai cái. Hôm nay mới miếng.
Dạ, dạ, dạ chị, dạ. Mình đứng hình. Hầu chắc tao bấm cái cục sẹo này cho rồi. Mà chết cha, trừ tết rồi không bấm được. Ra năm đi. Ra năm chị bấm sơ cho em nha. Trừ bấm không làm kịp. Bấm ăn đỡ lắm. Bấm tạo vết thương á. Mà lo làm cho nhiều người rồi, đỡ rồi. Bấm cái lỗ luôn. Bấm mấy mấy hai bên. Thế ý là nặng cái kia nữa.